số 310, Kinh Đại Bảo Tích quyển 15, Hán dịch Đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ. Pháp Hội 4, Thiên Tử Tịnh Cư phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng hội họp với các vị Bồ, Đại Bồ Tát và chúng tỳ kheo 60.000 người. Thả đều an trụ nơi Vô Thượng Bồ Đề. Các vị ấy đều là hàng thanh văn, được nhiều người biết. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn, sau giờ ngọ trai nhập Tam Muội, vì oai thần lực của Tam Muội ấy, nên gọi Đại Thiên chấn động. Các vị Phạm Thiên Đế Thích, Hộ Thế Tứ Thiên Vương đồng đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Đức Phật rồi đứng qua một bên. Thiên tử Tịnh Cư, Thiên tử Hoan Hỷ, Thiên tử Thiện Hoan Hỷ, Thiên tử Đại Hoan Hỷ, Thiên tử Hiền Hoan Hỷ, Thiên tử Thiện Ái, cùng với trời Đấu Xuất, trời Tự Tại, trời Đại Tự Tại, tất cả chư thiên đại chúng đều đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy chân Phật rồi nhất tâm đứng qua một bên. Lúc ấy, thiên chúng Tịnh Cư bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, các pháp của Bồ Tát Nhiếp Thọ tu hành mà chư Phật quá khứ đã nói, xin Thế Tôn chỉ nói phân biệt chỉ dạy cho, cũng để làm lợi ích an lạc nhiều chúng sinh, thương xót thế gian, lợi an cho hàng trời người. Sau khi Như Lai diệt độ, các Bồ Tát đời sau nghe được pháp này, xin lòng ưa thích, đối với Vô Thượng Bồ Đề, biết đúng như thực chẳng có lòng nghi, rốt ráo an trụ hạnh không phóng dật, được khỏi các sự khổ, chẳng còn thoái chuyển đạo Vô Thượng Bồ Đề. Bạch xong, thiên chúng Tịnh Cư và thiên chúng Đâu Xuất yên lặng đứng một bên. Lúc ấy có vị thiên tử tên Kim Cang Tồi, vì thiên chúng nói kệ cầu thỉnh Đức Thế Tôn. Trăm phước đức mãn nên thưa hỏi, trời người kính ái nên thưa hỏi, trụ không phóng dật nên thưa hỏi, y vương của chúng nên thưa hỏi, pháp cú không lỗi xin diện nói, âm thanh tối thắng tuệ sáng suốt, hay dứt trăm ngàn nhẫn nghi hối, hay phóng ánh sáng nên thưa hỏi, như mặt trời hay trừ tối tăm, như mặt trăng hay trừ nóng bức, với oán với thân hay bình đẳng, những điều khó nhẫn như đại địa, cũng như nước sạch rửa bụi nhơ, như lửa đốt cháy lưới phiền não, tâm ý thanh tịnh nên thưa hỏi, vô ngại biện tài sinh diện nói, như y sĩ chữa bệnh chúng sinh, tùy sa môn nhiều của báu, cung cấp cho những kẻ nghèo khổ, như mây trừ được ba thứ nóng, câu ấy tối thắng mong được nói, như bẻ gãy tên độc phiền não ế nhơ gian dối trá, khéo hay điều phục cho an vui, nhớ thương chúng sinh nên thưa hỏi, tam quý tuệ sáng niệm vững chắc, không gian không tham và chua vậy. Khối đức vô tướng nên thưa hỏi, giận hờn oán ghét đã dứt hẳn, với các chúng sinh vui nhẫn chịu, sắc mặt vui vẻ nhìn chúng sinh, thường hay vui vẻ hỏi han trước, với các chúng sinh tưởng bạn thân, độ các chúng sinh đến bờ kia, chắp tay cung kính nhất tâm thỉnh, đấng thập lực thiện thệ Phật bảo, mong phải giờ dạy dứt lòng nghi, trời người nghe được đạo hạnh này, thấy được các tướng mạo đệ nhất, khiến họ biết được đại trượng phu. Đức Phật dạy, này Kim Cang Tồi, ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ ấy, nhớ lấy, sẽ vì ông mà nói. Kim Cang Tồi Bồ Tát thưa, con xin lắng nghe, nhận lãnh. Đức Phật dạy, này Kim Cang Tồi, có 108 tướng trong chiêm bao được thấy. Hành giả tu tập Bồ Tát thừa còn nên biết những gì là 108 tướng. 1. Trong chiêm bao được thấy Đức Như Lai cùng mình nói chuyện, thấy thân Như Lai tốt đẹp. 2. Lại thấy Đức Như Lai yên lặng. 3. Lại thấy Đức Như Lai che đầu mà ngồi. 4. Lại thấy Đức Như Lai ngồi quay lưng lại. 5. Lại chiêm bao thấy thân Như Lai màu hồng. 6. Lại thấy thân Như Lai như hình vẽ nhiều màu. 7. Lại thấy Đức Như Lai đi. 8. Lại thấy Đức Như Lai vì người khác thuyết pháp. 9. Lại thấy Đức Như Lai dùng thần thông đi trong hư không. 10. Lại thấy Đức Như Lai nhập Niết Bàn. 11. Lại thấy trẻ tỳ thân Như Lai. 12. Lại chiêm bao thấy được xá lợi của Như Lai. 13. Lại thấy được tóc của Như Lai. 14. Lại chiêm bao thấy tháp báu chưa từng có của Như Lai.
15. Lại thấy tháp báu trang nghiêm của Như Lai. 16. Lại thấy tháp thần thông của Như Lai. 17. Lại chiêm bao thấy hào quang của Như Lai. 18. Lại nghe tiếng của Như Lai mà chẳng thấy thân. 19. Lại chiêm bao thấy thân Như Lai. 20. Lại thấy vòng hoa và hương thoa choàng vào Như Lai. 21. Lại chiêm bao thấy Như Lai mặc y nhơ bẩn. 22. Lại chiêm bao nghe pháp vừa chưa từng được nghe. 23. Lại chiêm bao thấy mình vì người khác nói pháp chưa từng được nghe, khi thức giấc không thấy cho đến chẳng nhớ. 24. Lại thấy vị pháp sư chưa từng thấy. 25. Lại thấy mình ngồi pháp tọa vì người khác nói pháp. 26. Lại chiêm bao thấy được vô ý. 27. Lại thấy đạo tràng. 28. Lại thấy Như Lai kinh hành. 29. Lại thấy Như Lai chuyển pháp luân. 30. Lại thấy tháp Như Lai nhập niết bàn. 31. Lại chiêm bao thấy được cái y của Như Lai. 32. Lại thấy được cái bát của Như Lai. 33. Lại chiêm bao thấy một mình Như Lai. 34. Lại thấy Như Lai có đông người vây quanh. 35. Lại thấy cái lọng của Như Lai. 36. Lại thấy đôi giày của Như Lai. 37. Lại thấy Như Lai ngồi. 38. Lại thấy mình dâng thức ăn cho Như Lai. 39. Lại chiêm bao thấy mình dâng y cho Như Lai. 40. Lại thấy mình dâng hoa cho Như Lai. 41. Lại chiêm bao thấy mình đi vào núi. 42. Lại thấy mình lõa thể. 43. Lại thấy mình đi bốn hướng. 44. Lại thấy phương chưa từng có. 45. Lại thấy mình đi trong nước đục. 46. Lại chiêm bao thấy trời kéo mây tuôn mưa. 47. Lại thấy đại địa xoay. 48. Lại chiêm bao thấy mình đi giữa đàn lan sói chuồn treo. 49. Lại thấy mình có bệnh. 50. Lại thấy mình té núi không chỗ vịnh níu. 51. Lại chiêm bao thấy mình bị trói đem chiết. 52. Lại thấy đi trong đao gươm. 53. Lại thấy mình đi trong hư không. 54. Lại thấy mình cầm đuốc cháy. 55. Lại chiêm bao thấy Bồ Tát ra khỏi cung vượt thành. 56. Lại chiêm bao thấy được kinh. 57. Lại chiêm bao nghe tiếng Đà La Ni. 58. Lại nghe tiếng Tam Muội. 59. Lại chiêm bao nghe tiếng kinh Phương Quảng. 60. Lại chiêm bao nghe tiếng pháp sư ấy. 61. Lại chiêm bao thấy trong chiêm bao được bài kệ. 62. Lại thấy trong chiêm bao được kinh pháp. 63. Lại thấy được nghe tiếng pháp tạng. 64. Lại thấy được nghe tên Phật ở thế giới khác. 65. Lại thấy được nghe tên Bồ Tát ở cõi khác. 66. Lại thấy mình đi vào trong biển. 67. Lại thấy mình gom góp cho báu. 68. Lại thấy mình ở đỉnh núi Tu Chi. 69. Lại thấy mình lên núi. 70. Lại thấy mình lên đến đỉnh núi. 71. Lại thấy mình lên trên cây. 72. Lại thấy rồng voi. 73. Lại thấy mình cởi voi. 74. Lại thấy mình cởi ngựa. 75. Lại thấy mình phát thệ nguyện chân thực. 76. Lại chiêm bao thấy cây có trái. 77. Lại chiêm bao thấy cây có hoa. 78. Lại chiêm bao thấy tòa thành chưa từng thấy. 79. Lại chiêm bao thấy ao lớn A Nậu. 80. Lại chiêm bao thấy chư thiên. 81. Lại chiêm bao thấy rồng. 82. Lại thấy mình đi ở diêm phù đề khác. 83. Lại tự thấy mặt bạch y. 84. Lại thấy đầu mình đội tràng báu. 85. Lại thấy vòng hoa ở trên đỉnh đầu, ở trên đầu mình. 86. Lại thấy mình hốt lấy hoa trời để rải. 87. Lại thấy mình đánh trống và người khác trổ nhạc. 88. Lại chiêm bao thấy mặt trời mặt trăng. 89. Lại thấy mình lấy đồ bất tịnh tự thoa vào thân mình. 90. Lại thấy mình làm vua. 91. Lại thấy mình làm phụ tướng của vua đi trong đại chúng. 92. Lại thấy mình ngồi xe đi vào vườn rừng.
93. Lại thấy địa phương tụ lạc, tăng phường, nhà phòng, đại chúng chưa từng thấy. 94. Lại thấy được lộng. 95. Lại thấy mình vì nhiều người mà thuyết pháp. 96. Lại thấy mình vào tụ lạc. 97. Lại thấy mình say cầu. 98. Lại thấy mình tập hợp ghe thuyền. 99. Lại thấy mây sấm chớp. 100. Lại thấy được đao và mặt giáp. 101. Lại thấy được đồ khí cụ. 102. Lại thấy mình dạy đạo cho chúng sinh. 103. Lại tự thấy vào trong vườn rừng. 104. Lại thấy những đống lúa. 105. Lại thấy mình trị bệnh cho chúng sinh. 106. Lại thấy được nghe tiếng thọ ký. 107. Lại chiêm bao thấy mình giác ngộ đạo lý. 108. Lại thấy được bình đầy. Đó gọi là 108 tướng. Này Kim Cang Tồi, nếu chiêm bao thấy Như Lai che đầu mà ngồi, người này trước kia thấy thiện tri thức tu tập nghiệp lành, thuyết pháp lại gây ra những sự lưu nạn cho thiện tri thức ấy. Người này nay cần phải dùng tâm vô ngại tu tập những sự kiện cần cho công việc thuyết pháp. Nếu chiêm bao thấy Như Lai ngồi xoay lưng lại, người này ngày trước làm lưu nạn với người xuất gia, gây lưu nạn cho người nghe pháp. Nay người này cần phải xiên sắp đặt chỗ ngồi thuyết pháp, khuyến khích nhiều người nghe pháp thì được nghiệp chướng ấy. Đó là tướng đầu của bậc trụ địa thứ bảy, cũng là tướng của các bậc từ địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Lại nữa này Kim Cang Tồi, nếu chiêm bao thấy tượng Phật bằng đất hồ, đây là tướng địa thứ nhất của hàng Bồ Tát. Người này trước kia có lúc chê bai pháp sư thuyết pháp. Người này nay phải ở trước kinh và tượng Phật hoặc tháp Phật, dùng tâm vô ngại đầu đội đèn cúng dường để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu thấy tượng Phật vẽ, đây là thấy tướng trong các bậc Bồ Tát ở địa thứ năm. Người này nên đem hương hoa cúng dường tượng Phật. Nếu thấy cúng dường Phật tượng, đó là thấy tướng của các bậc Bồ Tát trụ địa thứ sáu. Nếu chiêm bao thấy Như Lai đi, người này phải siêng tu tinh tấn, học tập đọc tụng. Đấy là tướng của bậc Bồ Tát trụ địa thứ ba. Người này phải thường làm pháp thí, lại phải quét tháp Phật, phá trừ kiêu mạn, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Chiêm bao thấy các Bồ Tát đến chỗ Đức Phật, đó là tướng gì? Thấy Như Lai hướng đến chỗ ăn, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy Đức Như Lai hướng đến chỗ kinh hành, đây là tướng địa thứ hai. Thấy Như Lai hướng đến chỗ thuyết pháp, đây là tướng địa thứ ba. Thấy Như Lai ngồi yên lặng, đây là tướng địa thứ tư. Thấy Như Lai ngồi vặt chỗ vắng vẻ, đây là tướng địa thứ năm. Thấy Như Lai ngâm vịnh, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy Như Lai chạy mau, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy Như Lai hiện thần thông, đây là tướng địa thứ tám. Thấy Như Lai biến hóa đi, đây là tướng địa thứ chín. Thấy Như Lai đang đi quay ngó lại, cùng nói pháp không, đây là tướng bậc Bồ Tát trụ địa thứ mười. Này Kim Cang Tồi, nếu chiêm bao tự biết mình về chúng sinh thuyết pháp mà chẳng biết pháp được thuyết, đó là tướng địa thứ hai. Ngày nay sau lúc Như Lai nhập niết bàn, chê bai pháp sư thuyết pháp mà chẳng tự biết lỗi, người nên tìm thiện tri thức để cúng dường lắng nghe pháp lành, chẳng tìm lỗi của pháp sư, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chiêm bao nghe Phật nói về bố thí, đây là tướng địa thứ nhất. Nghe Phật nói trì giới, đây là tướng địa thứ hai. Nghe Phật nói nhẫn nhục, đây là tướng địa thứ ba. Nghe Phật nói tinh tấn, đây là tướng địa thứ tư. Nghe Phật nói thiền, đây là tướng địa thứ năm. Nghe Phật nói bát nhã, đây là tướng địa thứ sáu. Nghe Phật nói đại bi, đây là tướng địa thứ bảy. Nghe Phật nói vô ngại, đây là tướng địa thứ tám. Nghe Phật nói tam muội, đây là tướng địa thứ chín. Nghe Phật nói thành tựu trí lực, đây là tướng địa thứ mười. Lại nữa này Kim Cang Tồi, trong chiêm bao thấy Phật,
dùng thần thông đi trong hư không, đây là tướng địa thứ bảy. Nghe Phật thọ ký, người này phải thường tôn trọng, tu tập yên lặng, thành tựu pháp nhẫn, thậm thâm. Được như vậy thì mau thành chánh giác. Thấy Như Lai ở trong hư không, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy Như Lai ăn, đây là tướng địa thứ hai. Thấy ánh sáng của Phật, đây là tướng địa thứ ba. Thấy Phật thuyết pháp, đây là tướng địa thứ tư. Thấy Phật hiện thần thông, đây là tướng địa thứ năm. Thấy Phật nhập tam muội, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy Phật phóng quang đi lại trong hư không, đây là tướng địa thứ bảy. Lại nữa này Kiên Khen Tồi, nếu chim bao thấy Phật nhập niết bàn, người này đời trước hủy bán chánh pháp, xuất gia cầu lợi vua dối. Người này phải siêng cúng dường tam bảo, phụng thí người thuyết pháp. Ngày ba thời nhất tâm tinh tấn như vậy, để trừ sạch nghiệp chướng, thấy những tướng của các bậc trụ địa thứ năm trước. Nếu chim bao thấy trà tỳ thân Như Lai, đó là tướng địa thứ nhất. Người này đời trước ác khẩu tri thức, thấy người hủy bán chánh pháp mà tùy hỷ. Người này phát tâm bồ đề, chẳng được bao lâu. Người này cần phải cầm đèn ở trước người thuyết pháp, hoặc ở trước tháp Phật nhất tâm sám hối trong 7 ngày 7 đêm. Mỗi ngày 3 thời, khuyên mọi người nghe pháp, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy được xá lợi của Như Lai, đây là tướng Bồ Tát trụ địa thứ 3. Chiêm bao thấy gần gũi Như Lai, nghe thọ ký được độ, đây là tướng những địa khác. Chiêm bao thấy được tóc của Như Lai, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy được móng của Như Lai, đây là tướng địa thứ hai. Thấy được xá lợi của Phật, đây là tướng địa thứ ba. Thấy được răng của Phật, đây là tướng địa thứ tư. Thấy được răng cửa của Phật, đây là tướng địa thứ năm. Thấy được bạch hào của Phật, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy được tay của Phật, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy được mão của Phật, đây là tướng địa thứ tám. Thấy trà tỳ thân Như Lai, mà toàn thân chẳng tan rã, đây là tướng địa thứ chín. Thấy toàn thân của Như Lai, đây là tướng địa thứ 10. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chim bao thấy được tóc của Như Lai chẳng tan rời, đây là tướng Bồ Tát trụ địa thứ 9. Chim bao thấy ở trước Phật thọ Bồ Đề ký thì trừ được nghiệp chướng sinh tử. Thấy được tóc của Phật lúc còn tại gia, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy được tóc của Phật lúc đã xuất gia, đây là tướng địa thứ hai. Thấy ở trong chợ được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ ba. Ở trong thành được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ tư. Thấy ở thành nội được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ năm. Thấy ở thành ngoại được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy ở trong vườn nhà được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy ở trên xe được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ tám. Thấy ở hư không được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ 9. Thấy ở trong tam muội được tóc của Phật, đây là tướng địa thứ 10. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chim bao thấy tháp Phật, đây là tướng nghiệp chướng ít, có chút ít ma nghiệp. Nếu gần gũi bạn lành, khéo hiểu pháp nhẫn được Đà La Ni, đây là tướng của tất cả 10 địa. Thấy tháp Phật bằng đất, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy tháp Phật bằng đá, đây là tướng địa thứ hai. Thấy tượng Phật bằng đất bằng đá, đây là tướng địa thứ ba. Thấy tháp Phật có lan can, đây là tướng địa thứ tư. Thấy tháp Phật có cột đá bao quanh, đây là tướng địa thứ năm. Thấy tháp Phật là bằng vàng, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy tháp Phật bằng bảy báu, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy lưới linh báu che trùm trên tháp Phật, đây là tướng địa thứ tám. Thấy tướng thấy này, nếu mới lên địa thứ bảy mà thấy thì là nghiệp ma của chánh giác. Còn nếu địa thứ 9 và địa thứ 10 mà thấy thì là thấy chẳng điên đảo. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chim bao thấy tháp Phật trang nghiêm, chẳng bao lâu giác ngộ đạo Bồ Đề. Đời chư thiên nhớ tưởng, đây là tướng của Bồ Tát trụ địa thứ 8. Chim bao thấy tháp thần thông của Như Lai, đời này sẽ sạch hết nghiệp chướng, đây là tướng của Bồ Tát trụ địa thứ 8. Nếu Bồ Tát tưởng nhớ, đây nên rời ác tri thức, nên tu tập tính tâm ở trụ địa thứ nhất, nên tu tập trí trụ địa thứ hai, nên tu tập nhiều tính giải ở trụ địa thứ ba,
nên tu hành lâu ở trụ địa thứ tư, nên tu tịnh tính giải ở trụ địa thứ năm, nên tu tập tâm bình đẳng ở trụ địa thứ sáu, nên hiểu đệ nhất nghĩa ở trụ địa thứ bảy, nên tu tập trang nghiêm cõi Phật ở trụ địa thứ tám, nên thọ trì ở trụ địa thứ chín, phải không điên đảo ở trụ địa thứ mười. Nếu trụ trước vào các địa mới đạt được thì nên biết đó là ma nghiệp. Nếu là người trụ nơi địa thứ bảy thì chẳng thể khi dối được, nhưng không có thiện xảo phương tiện. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chiêm bao nghe tiếng nói của Như Lai mà chẳng thấy thân hình, đây là tướng Bồ Tát trụ địa thứ tư. Bởi ăn trụ nơi địa vị tự tại phá hoại chúng sinh thấy Phật kia xuất gia mà vua dối thuyết pháp. Người này phải ngày ba thời, đêm ba thời tu tập tâm thanh tịnh để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chiêm bao thấy cúng dường Như Lai, đây là tướng địa thứ nhất cho đến Bồ Tát trụ địa thứ chín. Bồ Tát như vậy có thể thành tựu Đà La Ni, được chư Phật hộ niệm. Bồ Tát này nên tu tập tâm bình đẳng, được như vậy sẽ mau thành đạo quả vô thượng. Nếu chiêm bao thấy đứng cúng dường Như Lai, đây là tướng của Bồ Tát trụ địa thứ nhất. Nếu thấy ngồi cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ hai. Nếu thấy trang nghiêm cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy cùng quyến thuộc, đông cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ tư. Thấy cùng chúng đông, đông cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ năm. Thấy cùng quyến thuộc và chúng đông, đồng cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy tất cả trang nghiêm thành tựu cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy ca ngợi cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ tám. Thấy hiện thần thông cúng dường Phật, đây là tướng địa thứ chín. Biết rõ tất cả ma sự. Lại nữa này kim cang tồi, nếu chiêm bao thấy mình đem vòng hoa và hương và bột hương chiên đàn cúng dường tháp Phật, đây là thấy tướng của địa thứ nhất đến địa thứ năm. Đây là lúc trước ít thực hành bố thí ba la mật đa, sau khi thức giấc nhớ lấy tướng ấy sinh trưởng tâm bố thí, đây là tướng địa thứ nhất. Sinh trưởng tâm trì giới, đây là tướng địa thứ hai. Sinh trưởng tâm nhẫn nhục, đây là tướng địa thứ ba. Sinh trưởng tâm tinh tấn, đây là tướng địa thứ tư. Sinh trưởng tâm thiền, đây là tướng địa thứ năm. Sinh trưởng tâm vô ngại, mau khắp đến tất cả địa, không thoái chuyển. Lại nữa này kim căn tồi, chiêm bao thấy Đức Như Lai mặc y nhơ bẩn, người này có nhiều pháp chướng. Nếu là Bồ Tát đến bậc thành tựu thì trong chiêm bao ít khi chiêm bao thấy thọ báo. Chiêm bao thấy nghe pháp chưa từng được nghe. Người này từng cúng dường nhiều đức Phật, nhiều đời làm thầy thuyết pháp. Đây là nói thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Đây là tu hành đúng như lời Phật dạy. Đây là mau giác ngộ đạo Bồ Đề. Nếu nghe Phật nói nhiều pháp, đây là tướng địa thứ nhất. Nếu nghe rồi có quan niệm thắc mắc còn muốn được nghe Đức Phật nói lại, đây là tướng địa thứ hai. Nếu nghe rồi dứt hết lòng nghi, đây là tướng địa thứ ba. Nếu nghe Phật nói Đà La Ni, đây là tướng địa thứ tư. Nếu nghe nói tướng tốt của Phật, đây là tướng địa thứ năm. Nếu nghe Phật nói đệ nhất nghĩa đế, đây là tướng địa thứ sáu. Nếu nghe Phật nói tất cả pháp, đây là tướng địa thứ bảy. Tướng các địa như vậy nên biết. Lại nữa này kim cang tồi, nếu chiêm bao thấy được pháp chưa từng học, học xong chẳng quên chẳng mất, chẳng thấy hoặc quên mất, người này đời trước vì tâm lợi dưỡng chẳng thanh tịnh mà thuyết pháp, nên phải dùng tâm thanh tịnh cung cấp nhiếp thủ người học đạo, dùng tâm chẳng vua vậy tìm cầu tất cả vật dụng cung cấp cho người thuyết pháp, người học đạo, dùng đây trừ để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chiêm bao nghe pháp chẳng quên, đó là tướng địa thứ nhất. Nếu thức dậy quên mất, đó là tướng địa thứ hai. Do đây mà biết nghiệp ma, nghiệp chướng. Lại nữa này kim căn tồi, chiêm bao thấy vị pháp sư chưa từng thấy, người này được các Bồ Tát nhớ tưởng, ít nghiệp chướng. Cứ theo chỗ được thấy mà biết là thấy tướng từ nghiệp từ địa thứ nhất đến địa thứ sáu của Bồ Tát. Nếu thấy pháp sư ấy nói kệ chẳng nói kinh, đây là tướng địa thứ nhất. Nếu thấy nói kinh, đây là tướng địa thứ hai. Nếu thấy nói kinh và nói kệ, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy nói các thứ pháp, đây là tướng địa thứ tư. Nếu thấy nói pháp thầm thâm, đây là tướng địa thứ năm. Nếu thấy nói pháp vô ngại, đây là tướng địa thứ sáu. Này kim căn tồi,
Nếu chiêm bao thấy mình ngồi pháp tòa thuyết pháp, người này đời trước đã từng vì Đức Phật mà trải dọn pháp tòa. Người này là bậc pháp khí, pháp nhẫn, thậm thâm. Đây là tướng các địa từ địa thứ nhất đến địa thứ tám. Nếu chiêm bao thấy mình ngồi pháp tòa thích thuyết pháp, đây là tướng địa thứ nhất. Nếu thấy chẳng phải thích thuyết pháp, đây là tướng địa thứ hai. Nếu thấy nhẫn thích thuyết pháp, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy không biện thuyết, đây là tướng địa thứ tư. Nếu thấy thuyết phàm phu giới, đây là tướng địa thứ năm. Nếu thấy thuyết thanh văn giới, đây là tướng địa thứ sáu. Nếu thấy thuyết bồ tát giới, đây là tướng địa thứ bảy. Nếu thấy thuyết phật giới, đây là tướng địa thứ tám. Lại nữa này kim căn tồi, nếu trong chiêm bao tự thấy biết mình được vô ý, Bồ Tát này đã qua khỏi tất cả nghiệp chướng, đã vượt qua địa thứ tám, thấy các chỗ của địa thứ chín. Nếu chiêm bao thấy mình được sự không sợ hãi, có nói ra được mọi người thích nghe, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Nếu chiêm bao thấy được sự không sợ hãi, thuyết pháp được tài vật, đây là thấy tướng địa thứ hai. Nếu thấy được pháp lợi không sợ hãi, đây là thấy tướng địa thứ ba. Nếu thấy tiện tri thức không sợ hãi, đây là tướng đệ địa thứ tư. Nếu thấy tư duy thiện tâm không sợ hãi, đây là thấy tướng địa thứ năm. Nếu thấy được thân an lạc không sợ hãi, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Nếu thấy tâm an lạc không sợ hãi, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Nếu thấy được thần thông không sợ hãi, đây là thấy tướng địa thứ tám. Nếu thấy được thọ ký không sợ hãi, đây là thấy tướng địa thứ chín. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chiêm bao thấy đạo tràng, Bồ Tát này thuần thiện tâm hướng đạo không thoái chuyển, đây là thấy các tướng của địa thứ mười. Nếu chiêm bao thấy đạo tràng chẳng thấy cây, đây là tướng địa thứ nhất. Nếu chiêm bao thấy cây đạo tràng chẳng thấy Bồ Tát, đây là tướng địa thứ hai. Nếu thấy nhiều cây bao quanh, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy lá cây đầy đủ trọn vẹn, đây là tướng địa thứ tư. Nếu thấy tất cả hoa lá cây đều đầy đủ, đây là tướng địa thứ năm. Nếu thấy trái cây trọn vẹn, đây là tướng địa thứ sáu. Nếu thấy trại pháp tòa, đây là tướng địa thứ bảy. Nếu thấy người vây quanh, đây là tướng địa thứ tám. Nếu thấy trồng rồng vây quanh, đây là tướng địa thứ chín. Nếu thấy chư thiên vây quanh tán hoa, nghe tiếng hoan hỷ, đây là tướng địa thứ mười. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chiêm bao thấy Như Lai kinh hành, Bồ Tát này phải siêng tu tinh tấn, siêng bố thí, an ủi quyến thuộc, chẳng tìm lỗi của họ. Người này chiêm bao thấy các tướng của Bồ Tát trụ địa thứ bảy. Nếu chiêm bao thấy Phật kinh hành chỗ đất chẳng sạch, đây là tướng địa thứ nhất. Nếu thấy Phật kinh hành chỗ đất sạch sẽ, đây là tướng địa thứ hai. Nếu thấy Phật trải tòa kinh hành, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy Phật ngồi lại, đây là tướng địa thứ tư. Nếu thấy có cây bao quanh, đây là tướng địa thứ năm. Nếu thấy có tán hoa, đây là tướng địa thứ sáu. Nếu thấy có che trên pháp tòa cao, đây là tướng Bồ Tát trụ địa thứ bảy. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chiêm bao thấy Như Lai chuyển pháp luân, nếu chiêm bao thấy Như Lai chuyển pháp luân, đây là người ở bậc không thoái chuyển, thấy các tướng của Bồ Tát trụ địa thứ bảy, đã sạch các nghiệp chướng. Nếu chiêm bao thấy Phật ngồi, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Nếu thấy Phật trải pháp tòa, đây là thấy tướng địa thứ hai. Nếu thấy trải pháp tòa nhiều màu, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy tán hoa trên pháp tòa, đây là tướng địa thứ tư. Nếu thấy các châu báu che lập trên pháp tòa cao, đây là tướng địa thứ năm. Nếu nghe tiếng ca ngâm khen ngợi trong hư không, đây là tướng địa thứ sáu. Nếu thấy lọng trắng và lưới châu báu che phía trên, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chiêm bao thấy tháp Phật nhập Niết Bàn, Bồ Tát này thấy các tướng địa thứ tám, gần đạo quả vô thượng, nghiệp chứng ít. Nếu thấy bụi đất bám vào tháp, đây là thấy tướng địa thứ nhất.
Nếu thấy thép sạch sẽ, không bụi, đây là tướng địa thứ hai. Nếu trên thép có mọc cỏ, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy cỏ xanh trùm trên thép, đây là tướng địa thứ tư. Nếu thấy các cây hoa bao quanh thép, đây là tướng địa thứ năm. Nếu thấy các cây hoa quả bao quanh thép, đây là tướng địa thứ sáu. Nếu thấy nhiều hạng chúng sinh vây quanh, đây là tướng địa thứ bảy. Nếu thấy phướng lỏng trang nghiêm tháp Phật, đây là tướng địa thứ tám. Lại nữa này Kim Cang Tồi, nếu chiêm bao thấy được y áo của Như Lai, Bồ Tát này thấy các tướng từ địa thứ nhất đến địa thứ tám. Nghiệp chướng ít, Bồ Tát này phải siêng tu để thành tựu trí niệm Phật. Nếu thấy được y nhơ bẩn của Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Nếu thấy được y sạch sẽ của Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ hai. Nếu thấy được y của Như Lai nhuộm xong, đây là thấy tướng địa thứ ba. Nếu thấy được y của Như Lai đập xả xong, đây là thấy tướng địa thứ tư. Nếu thấy được y phóng quang của Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ năm. Nếu thấy được một cái y của Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Nếu thấy được ba cái y của Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Tướng tinh tấn, tướng chẳng tinh tấn, Bồ Tát này trừ ma nghiệp mà có còn chỗ nghi. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chim bao thấy được bát của Như Lai, Bồ Tát này được Phật hộ niệm. Đấy là thấy tướng từ địa thứ nhất đến địa thứ tám của Bồ Tát. Bồ Tát này là pháp khí, văn tuệ, tu trí, nhẫn, không nghiệp chướng. Như vậy là thẳng đến đạo vô thượng. Nếu thấy được bát của Phật nhơ không sạch, đó là thấy tướng địa thứ nhất. Nếu thấy được bát của Phật không và sạch sẽ, đó là tướng địa thứ hai. Nếu thấy được bát của Phật đầy thức ăn, đó là thấy tướng địa thứ ba. Nếu thấy được bát của Phật đầy hoa, đó là tướng địa thứ tư. Nếu thấy được bát của Phật đầy quả, đó là tướng địa thứ năm. Nếu thấy được bát của Phật đầy cơm, đó là tướng địa thứ sáu. Nếu thấy được bát của Phật đầy hương, đó là thấy tướng địa thứ bảy. Nếu thấy được bát của Phật đầy phòng hoa và hương, đó là thấy tướng địa thứ tám. Nếu thấy được y và bát của Phật, đó là thấy tướng địa thứ chín. Nếu thấy ở trên hư không được bát của Phật, đó là thấy tướng địa thứ mười. Bồ Tát này phải biết rõ ma nghiệp để trừ nghiệp chướng lúc mới phát tâm chẳng xuyên tu. Lại nữa này Kim Cang Tồi, nếu chim bao thấy một đức Như Lai, người này phải ở yên tĩnh chuyên tu tam muội không? Người này có nghiệp chướng tạp của địa thứ tám, phải xuyên tu tâm thanh tịnh. Lại nữa này Kim Cang Tồi, nếu chim bao thấy Như Lai, thấy thân Như Lai. Ở trong chúng đông, Bồ Tát này phải ưa thích nhiếp thủ nhiều người. Bồ Tát này thấy tướng của các địa phải siêng tinh tấn hành đạo. Nếu thấy các hàng cư sĩ vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Nếu thấy quan liêu quyến thuộc của vua vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng địa Như Lai. Đây là tướng địa thứ hai. Nếu thấy hàng Bà La Môn vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ ba. Nếu thấy vua vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ tư. Nếu thấy rồng vây quanh Như Lai, đây là tướng địa thứ năm. Nếu thấy tứ đại thiên vương vây quanh Như Lai, đây là tướng địa thứ sáu. Nếu thấy đế thích vây quanh Như Lai, đây là tướng địa thứ bảy. Nếu thấy phạm thiên vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ tám. Nếu thấy tịnh cư thiên vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ chín. Nếu thấy các bồ tát vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ mười. Bồ Tát này trừ được ma nghiệp. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chim bao thấy được lọng của Như Lai. Bồ Tát này ở bậc tối hậu thấy các tướng của các địa Bồ Tát, hiểu ma nghiệp và tạp nghiệp, cầu lợi dưỡng mau hướng về đạo vô thượng. Nếu thấy được lọng bằng lá cây, bằng cỏ, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy lọng bằng trúc, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy lọng bằng vỏ cây hoa, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy lọng lớn, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy lọng bằng sắc lá, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy lọng bằng đồng, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy lọng bằng vàng, đây là thấy tướng địa thứ bảy.
thấy lộng bằng bảy báu, đó là thấy tướng địa thứ tám. Thấy lộng có lưới lên rũ thòng xuống, đó là thấy tướng địa thứ chín. Bồ Tát này nên biết ma nghiệp thuộc địa thứ sáu. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy dày da của Như Lai, là thấy tất cả tướng của địa thứ 10. Bồ Tát này phải siêng tinh tấn tu tập, hướng đến đạo Bồ Đề. Bồ Tát này thuộc về hàng được thọ ký. Nếu đến trong thôn xóm thấy giày Phật, đó là thấy tướng địa thứ nhất. Trong tăng phòng thấy giày Phật, đó là tướng địa thứ hai. Trong vườn nhà thấy giày Phật, đó là tướng địa thứ ba. Chỗ kinh hành thấy giày Phật, đây là thấy tướng địa thứ tư. Trong phòng thấy giày Phật, đó là thấy tướng địa thứ năm. Trong chỗ tọa thiền thấy giày Phật, đó là thấy tướng địa thứ sáu. Trong nước sông thấy giày Phật, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Trong núi thấy giày Phật, đây là thấy tướng địa thứ tám. Trên hư không thấy giày Phật, đây là thấy tướng địa thứ chín. Nếu chiêm bao thấy thần thông biến hóa, thấy giày Phật, đây là tướng địa thứ 10. Bồ Tát này trừ được ma nghiệp. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy Phật ngồi, Bồ Tát này thấy các tướng, từ địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này phải thích tu hạnh tịch tỉnh, ít nghiệp chướng, chưa thành tựu công hạnh. Chiêm bao thấy Phật không trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy Phật trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy Phật hiển hiện trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy Phật trải các pháp tòa để ngồi, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy Phật trải pháp tòa xong xuôi, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy Phật trải pháp tòa tốt, đây là tướng địa thứ sáu. Bồ Tát này phải biết rõ ma nghiệp. Là nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy dân thức ăn cho Như Lai, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Bồ Tát này phải siêng tinh tấn tu tập, hướng đến đạo Bồ Đề. Bồ Tát này ít nghiệp chướng. Thấy Phật vào nhà đứng mà dân thức ăn, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy Phật ngồi trong nhà mà dân thức ăn, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy Phật đứng ngoài ngõ mà dân thức ăn, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy Phật ở trong chợ mà dân thức ăn, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy Phật ở tại cửa thành mà dân thức ăn, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy Phật ở trong tăng phòng mà dân thức ăn, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy Phật ở trong phòng mình mà dân thức ăn, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Trừ ma nghiệp. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy mình dân y cho Như Lai, đây là thấy tướng từ địa thứ nhất đến địa thứ tám. Bồ Tát này phải siêng tu tam muội vô tướng, hướng đến Bồ Đề. Thấy lòng cung kính dân y cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy dân y trắng cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy dân y nhuộm rồi cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy dân y nhiều màu cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy dân y màu hoàng kim cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy dân y bằng bảy thứ báu cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy dân y màu bảy báu cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy dân y trời cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ tám. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy mình dân hoa cho Như Lai, đây là thấy các tướng từ địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này nhiều nghiệp chướng, thiện căn khó sinh. Nếu chiêm bao thấy dân hoa mạng Đà La cho Phật, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy tán hoa dân Phật, đây là tướng địa thứ hai. Thấy đem các thứ hoa nhiều màu dân Phật, đây là tướng địa thứ ba. Thấy đem hoa đặt trên mình Phật, đây là tướng địa thứ tư. Thấy mình cầm hoa đặt vào tay Phật, đây là tướng địa thứ năm. Thấy đem hoa trời dân Phật, đây là tướng địa thứ sáu. Trừ ma nghiệp, trừ hai thứ nghi hối của người mới hành đạo. Lại nữa này Kim Cang Tồi, nếu chiêm bao thấy vào núi, trong lòng sinh nghi ngờ, sinh hủy báng, phải biết người này nhiều nghiệp chướng, nhiều bệnh đau đớn, ít trí tuệ. Người này phải phát khởi lòng không nghi ngờ đối với tất cả chúng sinh, dùng tâm này xu hướng Bồ Đề để thấy được địa thứ nhất đến địa thứ năm. Vị Bồ Tát này phải trong 7 năm ngày đêm 6 thời khởi tâm thanh tịnh. Địa thứ nhất
siêng năng vui thích tu tập trí tuệ sáng suốt. Địa thứ hai cung cấp. Địa thứ ba cúng dường tam bảo. Địa thứ tư siêng năng tinh tấn. Địa thứ năm tu tập pháp nhẫn thậm thâm. Lại nữa này kiếm khen tội, chiếm bao thấy mình lõa thể, phải biết mình công nghiệp chướng. Đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy ở trong thành, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy ở A Lan Nhã, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy ở trong núi, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng địa thứ tư. Phải biết ma nghiệp. Lại nữa này kim cang tồi, nếu chim bao thấy mình đi qua bốn hướng đông, nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Người này bỏ thiện trí thức, ít trí tuệ, dài đãi, nhiều lo, nhiều não, bị nhiều người cười, nhiều bệnh đau đớn, tâm nhiều cuồng điên, vì tu thiện căn mà còn xuất gia, rồi trở lại hoàng tục. Nghèo khổ, không có của cải, nhiều bệnh. Vì lợi dưỡng mà chưa bái pháp sư, hủy bán chánh pháp, chẳng tin, chẳng hiểu. Người này phải phát khởi tâm chánh trực trở lại, gần gũi kính mến pháp sư, siêng tu tất cả tâm xả thí vô ngại, hướng đến bồ đề. Người này cho đến hiểu được bậc địa thứ sáu, dùng tâm vô duyên, trung thượng để tiêu trừ tội lỗi. Lại nữa này kiến căn tồi, chưa bao thấy đi qua phương, chưa từng thấy. Đây là thấy các tướng địa thứ ba, người này có nghiệp chướng ma nghiệp, phải siêng tu căn thanh tịnh, cúng dường tam bảo. Thấy tướng địa thứ nhất, nên siêng tu không. Thấy tướng địa thứ hai, nên tu pháp nhẫn. Thấy tướng địa thứ ba, cho đến an trụ địa thứ sáu. Tự biết Bồ Tát này là người, từ địa thứ nhất ra, có nhiều thiện căn cũng có nhiều bất thiện căn. Người này xả mạng chẳng sinh lòng sầu não, bỏ ác tri thức, gần gũi người, tin hiểu biết chánh pháp, không gian ngụy. Như vậy thì trừ sạch được nghiệp chướng. Nếu là người vì lòng gian trá mà trộm pháp thì phải thường gần gũi thiện tri thức. Người này chiêm bao thấy mình đi trong nước đục, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy mình đi trong bọt nước đục, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy mình ở trong nước sâu mà đi, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy mình đi trong nước cạn, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy mình đi trong nước trong, đây là thấy tướng địa thứ năm. Lại nữa này kim cang tồi, chim bao thấy nổi mây tuôn mưa, đây là thấy tướng từ địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Bồ Tát này nhiều ma nghiệp, vì dùng sức tự tại mà khuấy phá pháp sư, đời trước xuất gia vì lợi giữa mà của đời pháp sư, nếu pháp sư theo pháp khuyên sám hối, lại thường chống trái lời dạy bảo. Người này phải siêng tu hành nhẫn nhục, sinh lòng tính giải, rời lìa lợi dưỡng, chuyên làm lợi cho người khác, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chim bao thấy bụi đất mây mưa, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy mây đen, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy mây cuồn cuộn, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy mây sấm nổ, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy mây chớp kinh sợ, đó là thấy tướng địa thứ năm. Thấy mưa đá, đó là thấy tướng địa thứ sáu. Ma nghiệp thuộc mỗi mỗi địa nên biết. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chim bao thấy đất lay động, đó là thấy tướng địa thứ nhất. Người này từ lâu thực hành sơ nghiệp, nhiều chướng sơ nghiệp, làm khủng bố chúng sinh. Người này phải tu hành vô ý ban bố cho chúng sinh, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chim bao thường thấy đất lay động, đây là thấy tướng sơ nghiệp của địa thứ nhất. Thấy đất lay phá thành trì đốt cháy chúng sinh, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy đất lay động thật lâu, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy mình phát thệ nguyện chân thật, đây là thấy tướng địa thứ tư, địa thứ năm, địa thứ sáu. Thấy siêng tu tổng trì, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy chư thiên, đại oai đức đều đến hội họp, đây là tướng địa thứ tám. Thấy các rồng đến tăng thêm khí lực, đây là thấy tướng địa thứ chín. Thấy phạm thiên đến, đây là thấy tướng địa thứ mười. Chim bao nghe lời nói bí mật của Như Lai, cõi đất lay động, thuộc về tướng các địa nên biết. Lại nữa này kim căn tồi,
Nơi chiêm bao thấy mình ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo. Đây là thấy tướng nghiệp chướng của địa thứ tư trở lại, hoặc thấy tướng ma nghiệp của địa trên cho đến địa thứ bảy. Người này chẳng xuyên tu tập nhiếp thủ hàng phục người phi pháp, đời trước vì lợi giữa mà chống trái người thuyết pháp, lại gian trá thuyết pháp để tự sinh sống. Người này phải học phương tiện, phải khéo tu sáu pháp ba la mật đa để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu thấy ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo, bị giận quở rồi có lòng kinh sợ, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy bị dao chém, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy bị ném đất, gậy đánh, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy bị mắng nhiếc, đây là thấy tướng nghiệp chướng ma nghiệp của địa thứ tư. Lại nữa này kim căn tồi, chim bao tự thấy mình bệnh, đó là thấy tướng nghiệp chướng của địa thứ nhất, địa thứ hai. Người này trước kia làm nhiều sự gian nan cho thế gian và xuất thế gian, muốn pháp thí nhiều nhưng lại đoạn tuyệt. Muốn tài thí nhiều nhưng rồi cũng lại đoạn tuyệt. Người này phải nên cung cấp cho người tu hành chánh pháp, phải tu tâm vô ngại, tâm chẳng phóng dật, tâm chẳng kiêu mạn, để tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu thấy bệnh thuộc về tướng các địa cát, phải biết tướng ma nghiệp. Lại nữa này kim khăn tồi, chim bao thấy té núi không rơi, không nơi nương tựa. Người này đời trước ở nơi tâm lành, lại chuyên gian trá, nhiều chẳng tin hiểu, nhiều nghiệp chướng, ma nghiệp tăng tạnh, thân tâm kém yếu, thọ pháp mau được nhưng lại quên mất, sinh tâm dục lạc giữa chừng buông bỏ. Hoặc thấy của nhiều mà bỏ lìa, hoặc thấy Phật pháp mà bỏ lìa nhẫn nhục, gần gũi ác hạnh, chẳng gần pháp lành. Ở bên người tính giải sau mà chẳng tin, chẳng sinh tính giải. Người này thấy tướng nghiệp chướng của địa thứ nhất, địa thứ hai. Nếu chim bao thấy mình đi trong núi đao, đây là thấy tướng nghiệp chướng địa thứ nhất. Thấy mình té trong núi đá, đây là thấy tướng địa thứ hai. Ở địa khác không nghiệp chướng, không ma nghiệp, phải sinh lòng tin. Trong khoảng thời gian 3 tháng, ngày 3 thời, đêm 3 thời, luôn sám hối, phải quán pháp thân, pháp nhân chuyên của thế gian, phải tu hành cúng dường, dùng đây để tiêu trừ nghiệp chướng. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 16. Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Trúc Pháp Hộ. Pháp hội thứ tư, Thiên Tử Tịnh Cư, phần 2 hết. Lại nữa này kim căn tồi, Bồ Tát trong chiêm bao thấy mình bị trói đem giết. Người này ma nghiệp quá nặng, chẳng phải nghiệp chướng. Người này phải tu định vô ngại và tu tâm từ để trừ chướng ấy. Người này thấy tướng nghiệp chướng của địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Nếu chiêm bao thấy bị trói ở trong rừng tử thi, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy bị trói có hàng xóm vây quanh, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Ma nghiệp này do vì chẳng siêng tu, phải vì đạo vô thượng mà tấn tu tăng thượng. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chim bao tự biết mình ở trong chỗ có đau, đây là thấy tướng nghiệp chướng của địa thứ nhất đến địa thứ năm. Người này nhiều ác tri thức, nhiều gian nan, đời trước từng ở bậc trên làm khổ người trì giới. Người này phải tu yên tĩnh, không giận hờn, không lòng chướng ngại, chuyên xuyên làm lợi cho người để tiêu trừ nghiệp chướng. Chim bao thấy người cầm các thứ treo, tự thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng nghiệp chướng của địa thứ nhất. Thấy người cầm một con dao, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy người cầm gậy gộc, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy người cầm đá, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy đứng trong nhóm người tay không, đây là thấy tướng địa thứ năm, tiêu trừ ma nghiệp. Lại nữa này kiếm cán tồi, chim bao thấy mình ở trong hư không, người này ở bậc tính địa, được vô sinh pháp nhẫn, người này được chư thiên hộ niệm, người này phải tu oai nghi tốt, phải thường tu tinh tấn, khuyên chúng sinh phát tâm cầu đạo vô thượng. Người này thấy các tướng từ địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Nếu chim bao thấy mình ở trong hư không đi đứng, đây là thấy tướng địa thứ nhất.
Thấy ở trong hư không gặp tiên nhân, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy sa môn, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy rồng, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy chư thiên, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy phạm thiên, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy Bồ Tát hoặc thấy Như Lai, đó là thấy tướng địa thứ bảy. Tiêu trừ ma nghiệp. Lại nữa này kiếp căn tồi, nơi chim bao thấy mình cầm đuốc, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ năm. Bồ Tát này phải siêng tu minh tuệ, chẳng kể thân mạng, chẳng màng uống ăn, phải hành thiền, chẳng sinh nghi hối, phải tinh tấn như vậy. Nếu trụ địa thứ nhất phải tu đối trị, nếu trụ địa thứ hai phải tu thiền, nếu trụ địa thứ ba phải tu từ, nếu trụ địa thứ tư phải tu bi, nếu trụ địa thứ năm phải tu xả, nếu trụ địa thứ nhất phải tu niệm Phật để thấy sáng, nếu trụ địa thứ hai phải tu phóng giải, nếu trụ địa thứ ba phải tu văn tuệ, nếu trụ địa thứ tư phải tu thọ trì, nếu trụ địa thứ năm phải tu không, như vậy thì được trí tuệ sáng. Lại nữa này kim cang tồi, nếu chim bao thấy Bồ Tát rời cung vượt thành, đây là thấy tướng địa thứ nhất, đến địa thứ sáu. Người này tăng gia tinh tấn được không thoái chuyển, ở tại hàng được thọ ký, vô thượng bồ đề, mau gần đạo vô thượng. Nếu chim bao thấy Bồ Tát đi bộ ra khỏi cung thành, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy ngồi xe bò đi ra, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy ngồi xe ngựa đi ra, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy ngồi xe voi đi ra, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy ngồi xe người kéo mà ra khỏi cung thành, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy ngồi xe đi trong hư không mà ra, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Tiêu trừ ma nghiệp. Lại nữa này kiếm căn tồi. Nếu chim bao thấy được kinh, đây là thấy các tướng địa thứ nhất đến địa thứ ba. Người này nhiều nhân chuyên, hay hủy, hay bán, nhiều gian nan. Người này phải nhất tâm tu sám hối tội lỗi, thường tinh tấn tu hành. Nếu chim bao thấy được kinh điển thế tục và kinh pháp thanh văn, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy được kinh tương ưng với đàn na ba la mật đa, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy được kinh tương ưng với pháp đại thừa thậm thâm, đây là thấy tướng địa thứ ba, cho đến địa thứ bảy, hoặc thấy chư thiên trao cho, hoặc thấy Bồ Tát trao cho, hoặc thấy Như Lai trao cho. Lại nữa này kiến căn tội, nếu chim bao nghe tiếng công đức của chánh pháp, đây là thấy các tướng của địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Người này hiện tiền được tổng trì, người này nghiệp chướng ít, ma nghiệp thêm thịnh. Người này phải bố thí pháp, chẳng tìm lỗi của người khác thì được thanh tịnh. Chim bao nghe phát ra tiếng hương Đà La Ni, đây là tướng địa thứ nhất. Nghe văn tự Đà La Ni, đây là tướng địa thứ hai. Nghe và biên chép Đà La Ni, đây là tướng địa thứ ba đến địa thứ sáu. Người này chẳng nên tham luyến ba cõi, phải siêng tu ở riêng một mình. Người này nghiệp chứng ít, ma nghiệp ít mà phiền não thêm thạnh, phải nghe học nhiều pháp môn, phải tu thiền quán. Nếu tương ưng hữu giác hữu quán tam muội, đây là trụ địa thứ nhất. Nếu tương ưng vô giác thiệu quán tam muội, đây là trụ địa thứ ba. Nếu tương ưng vô giác vô quán tam muội, đây là trụ địa thứ tư. Tương ưng với phạm xứ không xứ tam muội, đây là trụ địa thứ năm. Tương ưng với hiện nhất thân tam muội, đây là trụ địa thứ sáu. Tương ưng với đại thông tam muội, đây là trụ địa thứ bảy. Tương ưng với xuất sinh Phật trang nghiêm tam muội, đây là trụ địa thứ tám. Lại nữa này kiến kháng tội, nếu chim bao nghe tiếng kinh Đại Phương Quảng, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này ít chướng mà chậm hướng đến đạo vô thượng. Bồ Tát này phải tu pháp tính giải, quyết định nhẫn, siêng học hỏi tướng trì giới, tôn trọng các bậc sư trưởng, như vậy thì hướng đến vô thượng bồ đề. Nếu chim bao nghe tiếng kinh Đàn Na Ba La Mật Đa, đây là tướng địa thứ nhất. Nghe tiếng kinh giới, đây là tướng địa thứ hai. Nghe tiếng kinh nhẫn, đây là tướng địa thứ ba. Nghe tiếng kinh tinh tấn, đây là tướng địa thứ tư. Nghe tiếng kinh thiền định, đây là tướng địa thứ năm. Nghe tiếng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là tướng địa thứ sáu. Trừ người chẳng siêng tu tập và người được Phật hộ trì thiện tâm thành tựu. Lại nữa này kiến căn tồi, nếu chim bao nghe tiếng nói
tên Tỳ Kheo thuyết pháp. Đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tư. Bồ Tát này nhiều gian nan, nhiều nghi hối, ít trí tuệ. Người này phải y chỉ thiện tri thức, phải tu tâm vô ngại, phải phương tiện khuyên tất cả chúng sinh tu tâm không nghi hối, như vậy thì được thanh tịnh. Nếu chim bao thấy mình nghe tên pháp sư trước đã được nghe, đây là tướng địa thứ nhất. Nghe tên pháp sư chưa được thấy, đây là tướng địa thứ hai. Nghe tên pháp sư ở thế giới khác, đây là tướng địa thứ ba. Nghe tên của Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, hoặc nghe tên của bậc ưa thích bậc địa trên, đây là tướng địa thứ tư. Lại nữa này Kim Cang Tội, nếu chim bao thấy mình được biện tài, đây là tướng địa thứ nhất đến địa thứ ba. Bồ Tát này là căn khí biện tài. Nếu xa lìa ba pháp sau đây thì mau được trí tuệ sáng suốt. Những gì là ba? Một là thấy người được lợi mà ganh ghét. Hai là vì lợi dưỡng mà gian trá. Ba là vì lợi dưỡng mà gần gũi. Phải xa lìa ba pháp ấy mới được lợi ích trí tuệ biện tài. Chim bao thấy mình nói ít kệ tụng, đó là tướng địa thứ nhất. Thấy hay nói các thứ kệ tụng, đó là tướng địa thứ hai. Thấy nói nghĩa kệ sâu xa, đó là tướng địa thứ ba. Hay nói nhiều kệ về bậc địa trên. Lại nữa này Kim Cang Tội, chim bao thấy mình được biện tài thuyết kinh, đây là tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Người thấy tướng này là có nhiều công đức nhân duyên, phải siêng tu chơi đức, phải tu cúng dường thù thắng, cúng dường người chữ hạnh thanh tịnh, chẳng nên khinh mạng. Như vậy thì trong chim bao sẽ chịu nghiệp chướng, ít bị khổ báo. Người này phát sinh trí biện tài của bậc địa thứ nhất. Chim bao thấy nói kinh phương đẳng, đó là tướng địa thứ hai. Thấy nói các thứ kinh, đó là tướng địa thứ ba. Thấy nói nhân chuyên trước, đó là tướng địa thứ tư. Thấy nói ba đời, đây là tướng địa thứ năm. Thấy nói ba la mật, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy nói kinh thậm thâm, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy nói tất cả quyết định, đây là thấy tướng địa thứ tám. Lại nữa này Kim Cang Tội, nó trong chim bao nghe tiếng Đà La Ni, đây là thấy tướng từ địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Người này ít nghiệp chướng, bị các phiền não, phải hỏi bậc trí giả pháp tu tịnh mặc được giải thoát. Chim bao thấy ở trong thôn xóm nghe tiếng Đà La Ni, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy ở trong phòng nghe tiếng Đà La Ni, đây là tướng địa thứ hai. Thấy ở trong tăng phòng nghe tiếng Đà La Ni, đây là tướng địa thứ ba. Thấy ngồi ở A Lan Nhã nghe tiếng Đà La Ni, đây là tướng địa thứ tư. Thấy ngồi nghe tiếng Đà La Ni, đây là tướng địa thứ năm. Thấy ở trong vườn nhà nghe tiếng Đà La Ni, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy ở đỉnh núi nghe tiếng Đà La Ni, đây là tướng địa thứ bảy. Lại nữa này Kim Cang Tội, nếu trong chim bao nghe danh hiệu của Như Lai ở thế giới phương khác mà trước đây chưa từng được nghe, người này thấy tướng thọ ký của địa thứ nhất đến địa thứ tám. Vì kiêu mạn tự tại nên chẳng hướng đến đạo vô thượng, nhiều mang nghiệp, vì lợi dưỡng mà tu oai nghi bất tịnh, sau đó mới hướng đến đạo. Chim bao thấy được nghe danh Phật phương khác, thấy tu rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy trì giới rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy nghe học rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy được phương tiện rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy nghi rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy được trí rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy thuyết pháp rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy thọ trì rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng địa thứ tám. Lại nữa này Kim Cang Tội, nếu trong chim bao được nghe tiếng của Bồ Tát nào đó ở thế giới nào đó, đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ năm. Người này được Bồ Tát ước niệm ít phiền não, phải rời lìa kiêu mạn và khuyên nhiều người tu trí, như vậy thì được tấn ân. Chim bao thấy được nghe tiếng Bồ Tát nào đó ở thế giới nào đó được Đà La Ni, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy xuất gia, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy khổ hạnh, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy đạo tràng, hàng ma, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy đại giác ngộ, đây là thấy tướng địa thứ năm.
Nếu chiêm bao thấy được nghe tiếng Bồ Tát nào đó ở thế giới nào đó, nghe nhiều, nghe thấy bất định, thiện tâm yếu kém, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy trụ tại tâm nghi, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy thoái tâm phẩm vật, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy tăng thượng phẩm vật, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy nhiều định, đây là thấy tướng địa thứ năm. Lại nữa này kiếm căn tội, chiêm bao thấy ở trong biển, Bồ Tát này tinh tấn. Đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Bồ Tát này phải tu đa văn tinh tấn, tuệ giải. Chiêm bao thấy ở trong biển, không chỗ y chỉ, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy ở bờ biển, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy ngồi thuyền, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy đi qua, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy lên thuyền, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy ngồi trong nước, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy ngồi trong giữa thuyền, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy trong thuyền, đầy châu báu, mình ngồi trên đó, muốn ra khỏi biển, đó là thấy tướng địa thứ tám. Lại nữa này kim căn tồi, chiêm bao thấy chứa nhóm châu báu, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ ba. Người này gặp nhiều khổ não, phải thích tu tịnh nghiệp, chẳng tìm chỗ dở của người, biết ơn người thuyết pháp, phải hướng đến như vậy. Chiêm bao thấy đào đất được châu báu, đó là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy được châu báu lẫn lộn trong đất, đây là tướng địa thứ hai. Thấy được châu báu lẫn lộn trong cỏ, đây là tướng địa thứ ba. Đây là tướng ma nghiệp chẳng xuyên tinh tấn, hoặc là tướng ma nghiệp, nghiệp chướng chẳng xuyên tu phương tiện của địa thứ tư đến địa thứ sáu. Lại nữa này, kim căn tồi, châm bao thấy có đỉnh núi Tu Di, người này không thoái chuyển. Đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ năm. Người ấy có chút ít công đức, vì gần ác hữu, gian trá, không có tính tâm, phải gần thiện trí thức, tu chẳng gian trá, tu nhiều về tính giải, phải xu hướng như vậy. Chiêm bao thấy ở tại núi Tu Di, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Thấy ở tại đỉnh núi Tu Di, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy mình trong trang bốn phía, đây là thấy tướng địa thứ tám. Thấy mình ngồi trên đỉnh Tu Di, đây là thấy tướng địa thứ chín. Thấy núi Tu Di lay động, đây là thấy tướng địa thứ 10. Lại nữa này kiếm căn tội. Chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ năm. Trừ hại tất cả phiền não nghiệp chướng, với người thuyết pháp chẳng có tâm cung kính, người này phải tu chẳng xiểm khúc để trừ nghiệp chướng. Như vậy thì hướng đến Bồ Đề, thấy tướng địa thứ nhất thì ngày ba thời xuyên tu tinh tấn. Thấy tướng địa thứ hai thì xuyên tu niệm Phật. Thấy tướng địa thứ ba thì tu tam muội không. Thấy tướng địa thứ tư thì tu đại bi. Thấy tướng địa thứ năm thì tu tuệ. Chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy ở giữa núi, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy ở trên núi, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy đứng trên núi nhìn xem, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy ngồi trên núi, đây là thấy tướng địa thứ năm. Lại nữa này kim căn tồi, nếu chiêm bao thấy đi lên núi, đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Bồ Tát này ít nghiệp chướng, mà ma nghiệp tăng thịnh. Bồ Tát này phải xả bỏ tất cả vật sợ ái, cúng dường người có trí tuệ. Nếu ở bên người trí tuệ phải đè dẹp kiêu mạn. Chiêm bao thấy đi lên bảy núi lớn cho đến đi lên núi Tu Di, đó là thấy tướng địa thứ bảy. Lại nữa này kiếm căn tồi, chiêm bao thấy trèo lên cây, nên là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tư. Phải hiểu biết nghiệp chướng và ma nghiệp, người này phải gần gũi y chỉ thiện trí thức, được trí tuệ sáng suốt, luôn luôn phải quyết rõ pháp nghĩa. Như vậy thì hướng đến vô thượng Bồ Đề. Chiêm bao thấy mình trèo lên cây, đầy đủ nhánh lá râm mát, đó là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy leo lên cội hương thọ, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy leo lên cội hoa thọ, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy leo lên cội quả thọ, đây là thấy hướng, thấy tướng địa thứ tư. Đây là thấy tướng siêng tinh tấn. Nếu chẳng siêng tinh tấn thì là ma nghiệp. Nếu thấy cây trên chỗ cao, đầy đủ nhánh lá, bông trái, thì trường được nghiệp chướng.
Lại nữa này Kiết Cang Tồi, chiêm bao thấy long tượng, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này thực hành bố thí mà chẳng thực hành tuệ, thiếu kém căn lành, cần phải tu tánh căn, phải tu thiện niệm, như vậy thì tương ưng với địa thứ nhất. Chiêm bao thấy long tượng chẳng được sạch sẽ, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy bạch long tượng, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy bạch long tượng sáu ngà, đây là tướng địa thứ tư. Thấy long tượng trang nghiêm, đây là tướng địa thứ năm. Thấy long tượng cầm phướng lọng, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy long tượng vua giỡn múa, đây là tướng địa thứ bảy. Chiêm bao thấy mình trèo lên lưng long tượng, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Một đời sẽ được bậc Như Lai ứng cúng, nhiều hư vọng được nhập pháp trí. Bồ Tát này phải siêng tu tinh tấn, khuyên người xa rời lừa dối gian trá, phải luôn tri túc và tích bố thí, như vậy thì được thanh tịnh. Chiêm bao thấy trèo lên lưng voi, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy mặc y trắng leo lên lưng voi, đây là tướng địa thứ hai. Thấy mặc y nhuộm leo lên lưng voi, đây là tướng địa thứ ba. Thấy mặc y các thứ màu lên lưng voi, đây là tướng địa thứ tư. Thấy mặc y nhuộm trang nghiêm đầy đủ lên lưng voi, đây là tướng địa thứ năm. Thấy đội mão lên lưng voi, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy cầm lọng trang nghiêm lên lưng voi, đây là tướng địa thứ bảy, trừ được ma nghiệp. Lại nữa này Kiết Cang Tồi, chiêm bao thấy leo lên lưng ngựa, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tư. Bồ Tát này phải nương tựa và tu giới Ba La Mật Đa. Người này ít nghiệp chướng và nhiều ma nghiệp, phải siêng tu không tuệ, tu tính căn thì được thanh tịnh. Chiêm bao thấy mình leo lên lưng ngựa đứng, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy lên lưng ngựa đi, đây là tướng địa thứ hai. Thấy lên lưng ngựa chạy, đây là tướng địa thứ ba. Thấy lên lưng ngựa trang nghiêm, đây là tướng địa thứ tư, rồi được tăng thượng mạng ma nghiệp. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy mình phát thệ nguyện thành thật, đây là tướng của tất cả địa, từ địa thứ nhất đến địa thứ mười. Người này nhiều nghiệp chướng, nhiều ma nghiệp. Bồ Tát này phải làm việc thiện, tu tập xuất sinh tam muội, phải tu oai nghi chân chánh, chẳng chứa nhóm nhiều thì trừ được nghiệp chướng. Chiêm bao thấy mình phát thệ bố thí thành thật, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy phát thệ vì giải trừ sự trói buộc, đó là tướng địa thứ hai. Thấy phát thệ vì giải trừ bệnh, đó là tướng địa thứ ba. Thấy phát thệ vì bố thí, giải trừ sự trói buộc và giải trừ bệnh cho người trong thành trì, đó là tướng địa thứ tư. Thấy phát thệ vì quốc vương, đó là tướng địa thứ năm. Thấy phát thệ vì chim phù đề, đó là tướng địa thứ sáu. Thấy phát thệ vì bốn châu thiên hạ, đó là tướng địa thứ bảy. Thấy phát thệ vì tiểu thiên thế giới, đó là tướng địa thứ tám. Thấy phát thệ về đại thiên thế giới, đó là tướng địa thứ chín. Thấy chiêm bao thấy phát thệ lúc mặt trời mọc, đi dưới đất trời mưa hoa trời, đây là thấy tướng địa thứ mười, trừ được ma nghiệp từ địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Lại nữa này Kim Cang Tồi, chiêm bao thấy cây có trái, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Thành tựu đầy đủ pháp thọ ký, Bồ Tát này phải tu hành bố thí, chẳng cầu báo, chánh trực, chẳng tìm lỗi người khác, như vậy thì được thanh tịnh. Chiêm bao thấy cây có ít quả, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy cây có nhiều trái, đây là tướng địa thứ hai. Thấy cây có trái đắng, đây là thấy tướng địa thứ ba. Địa thứ tư, thấy cây cỏ thuốc, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy cây cõi trời, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy cây có trái ngọt, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Lại nói này Kiết Cang Tồi, chiêm bao thấy cây có hoa, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Bồ Tát này đã tu tập các căn lành, chẳng gần gũi bốn chúng, như vậy thì được hướng đến đạo vô thượng. Chiêm bao thấy cây nhiều hoa không hương thơm, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy cây có hoa thơm, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy cây có nhiều hoa thơm, đây là tướng địa thứ ba. Thấy cây có hoa, có trái xen lẫn nhau, đây là tướng địa thứ tư. Thấy cây có hoa, không có lá, đây là tướng địa thứ năm. Thấy cây hoa trời, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy cây bồ đề, đây là thấy tướng địa thứ bảy.
Ngoài trừ người ở tại Tây Ác Tri Thức, giải đại chẳng tinh tấn, có mang nghiệp của địa trên, đầy đủ tất cả kiến chấp. Lại nữa này, kim căn tội, chẳng bao thấy tòa thành, chưa từng thấy, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này có nghiệp chướng vô sinh pháp nhẫn, phải trước tu tập kiên cố tam muội không, tâm không chướng ngại, tu khổ hạnh, như vậy thì được thanh tịnh. Chim bao thấy thành trì mới sẽ cất, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy tòa thành sẽ cất xong, đây là tướng địa thứ hai. Thấy trong thành đường xá, chợ búa đã hoàn thành, đây là tướng địa thứ ba. Thấy chỗ du hí đã hoàn thành, đây là tướng địa thứ tư. Thấy ao nước đã hoàn thành, đây là tướng địa thứ năm và địa thứ sáu. Ngoài trừ người ở tại tây của ác tri thức, giải đại chẳng tinh tấn, có mang nghiệp địa nên có mang nghiệp địa trên và đầy đủ kiến chấp. Lại nữa này, kim căn tồi, chim bao thấy ao của Long Vương A Nậu Đạt, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Bồ Tát này ít có phiền não, mau phát sinh tuệ sáng. Nếu không gian trá, xuyên tu tinh tấn chẳng màng thân mạng, đem tất cả đồ cần dùng làm vừa ý người khác, như vậy thì được thanh tịnh. Chim bao thấy bờ A Nậu Đạt, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy trong ao, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy ao toàn diện, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy tay mình chạm mặt nước, đây là tướng địa thứ tư. Thấy rửa tay, đây là tướng địa thứ năm. Thấy ngồi trên bờ ao, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy Long Vương A Nậu, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy vào Long Cung cho thêm khí lực, đây là tướng địa thứ tám. Trừ được ma nghiệp địa thứ chín. Lại nữa này, kim căn tội, chim bao thấy thiên tử, đây là thấy tướng các địa trên địa thứ năm. Bồ Tát này ít nghiệp chướng, ít ma nghiệp như giọt nước đất nhỏ, và trong thời gian 3 tháng siêng tu tịch tỉnh, trừ nghiệp chướng được sáng sạch. Như vậy, Bồ Tát này phải niệm Phật mười phương, phải tu chẳng sầu não. Chim bao thấy tứ đại thiên vương, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy đao lợi thiên tử, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy đao xuất thiên tử, đây là thấy tướng địa thứ tám. Thấy phạm thiên thiên tử, đây là thấy tướng địa thứ chín. Thấy tịnh cư thiên thiên tử, đây là thấy tướng địa thứ mười. Địa thứ nhất thì tương ưng tất cả. Thấy ma nghiệp, thành tựu thiện tâm, thấy tất cả mười địa. Lại nữa này, kiếp căn tội, chim bao thấy rồng, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Sẽ thành tựu thuận nhẫn. Bồ Tát này siêng tu tinh tấn, nhưng luôn luôn ngừng nghỉ. Dầu siêng tu phương tiện, nhưng lại hay không bỏ. Bồ Tát này có nhiều của cải phải đem cung cấp cho Pháp Sư, cho đến vật sở ấy cũng đem cho, sau đó mới có tâm hướng đến đạo vô thượng. Chiêm bao thấy ở trên núi thấy rồng, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy ở đồng trống thấy rồng, đây là thấy tướng địa thứ hai. Thấy ở trên bờ ao thấy rồng, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thấy ở trong rừng thấy rồng, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy ở trong chỗ đông người thấy rồng, đây là tướng địa thứ năm. Thấy ở trong thành vua thấy rồng, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy có đông người vây quanh mà thấy rồng, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy ở trong hư không thấy rồng, đây là thấy tướng địa thứ tám. Trừ ma nghiệp, nghiệp chướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Lại nữa này, kim căn tồi, chim bao thấy đi đến Diêm Phù Đề phương khác, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này nếu được pháp nhẫn thì ít có chướng, nếu chẳng siêng tu thì chẳng được nhẫn, nếu giải đãi gian trá, nếu sinh tính căn thì được thanh tịnh. Chim bao thấy mình đến Diêm Phù Đề phương khác, nếu chẳng thích thấy Diêm Phù Đề, đây là tướng địa thứ nhất. Nếu thích thấy, đây là tướng địa thứ hai. Nếu thấy làng chợ thành ấp khả ái, đây là tướng địa thứ ba. Nếu thấy vườn nhà nhiều hoa, đây là tướng địa thứ tư. Nếu thấy đại chúng vui mừng, đây là tướng địa thứ năm. Nếu thấy cùng nhau vui chơi, đây là tướng địa thứ sáu. Trừ được ma nghiệp. Lại nữa này, kiếp căn tội, chim bao thấy mặt bạch y, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Bồ Tát này nghiệp chướng thanh tịnh, ma nghiệp tăng trưởng cường thịnh. Bồ Tát này sinh tâm mến ưa chánh pháp, lại hay thoái giảm công đức.
Nhiều những gian nan, Bồ Tát này chẳng nên tiếc rẻ tất cả vật, như vậy thì được thanh tịnh. Như tự thấy tất cả vật dụng và đồ dùng cho người đều vui thích, không tiếc thân mạng, học rộng, tu căn lành. Chiêm bao thấy mặc y áo cũ tốt nên là tướng địa thứ nhất. Thấy mặc y mới vạt dài nên là tướng địa thứ hai. Thấy y dài nên là thấy tướng địa thứ ba. Thấy y đã đập vũ, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thấy y đã đập vũ vuốt thẳng, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thấy y đã được nhuộm, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thấy y màu voi trắng, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thấy y cõi trời, đây là tướng địa thứ tám. Lại nữa này kiến cấn tội. Chim bao thấy được vòng chuỗi báu choàng đầu, đó là thấy tướng địa thứ nhất. Đến địa thứ chín, Bồ Tát này không nghiệp chướng, không mang nghiệp, phải tự trách lỗi mình, chẳng trách người. Cầu pháp tu văn tuệ, chẳng gây đấu tụng, như vậy thì được thanh tịnh. Chim bao thấy được vòng chuỗi choàng đầu bằng một thứ báu, đó là tướng địa thứ nhất. Hai thứ báu đến bảy thứ báu là tướng địa thứ hai, cho đến địa thứ bảy. Thấy được vòng chuỗi báu Ngọc Mani choàng đầu của Chuyển Luân Thánh Vương, đây là địa thứ tám. Thấy được vòng chuỗi choàng đầu cõi trời, đó là tướng địa thứ chín, trừ được ma nghiệp. Thấy tướng địa thứ nhất ấy, thì khởi lên nghiệp chướng như vui đùa giải đãi. Gần gũi với người vui đùa giải đãi, không phải là người ham học hỏi, cần phải biết rõ. Lại nữa này kim căn tồi, chim bao thấy đầu mình đội vòng hoa, đây là tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Bồ Tát này thật có nghiệp chướng. Nếu đoạn đầu giữa sâu sinh tâm định thiện, xa thế tất cả vật chẳng sầu não, thì được thanh tịnh. Chim bao thấy được vòng hoa một màu là tướng địa thứ nhất. Thấy được vòng hoa màu xấu là tướng địa thứ hai. Thấy được vòng hoa nhiều màu là tướng địa thứ ba. Thấy được vòng hoa tất cả thứ hoa, đây là tướng địa thứ tư. Thấy được vòng hoa rồng, đây là tướng địa thứ năm. Thấy được vòng hoa trời, đây là tướng địa thứ sáu. Thấy được vòng hoa các thứ hoa trời, đây là tướng địa thứ bảy. Thấy được vòng hoa đủ các thứ hoa trời đẹp, đây là tướng địa thứ tám. Lại nữa này kim căn tồi, chim bao thấy nhặt được các thứ hoa, đây là tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này phải khuyến hóa người tu tinh tiến, nếu có thế lực chẳng nên lấn hiếp người khác. Chiêm bao thấy nhặt được hoa có sắc không hương, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy được hoa có sắc có hương, đây là tướng địa thứ hai. Thấy được hoa màu vàng kim là tướng địa thứ ba. Thấy được hoa nhiều loại màu là tướng địa thứ tư. Thấy được hoa màu xanh biếc là tướng địa thứ năm. Thấy được các loại hoa màu xanh biếc là tướng địa thứ sáu. Lại nữa này kim căn tội, chim bao thấy đánh trống là tướng địa thứ nhất đến địa thứ chín. Bồ Tát này nghiệp chướng, ma chướng tăng trưởng cường thịnh và siêng tu đa băng tinh tấn, với tất cả chúng sinh có tâm bình đẳng, như vậy thì được thanh tịnh. Chim bao thấy ở hư không đánh trống là tướng địa thứ nhất, thấy ở đất bằng đánh trống là tướng địa thứ hai, thấy ở trong thôn xóm đánh trống là tướng địa thứ ba, thấy ở trong thành lớn đánh trống là tướng địa thứ tư, thấy ở trong đại chúng đánh trống là tướng địa thứ năm, thấy ở trên nhà đánh trống là tướng địa thứ sáu, thấy ở trong núi đánh trống là tướng địa thứ bảy, thấy ở đỉnh núi Tu Di đánh trống là tướng địa thứ tám, thấy trong không gian phía trên núi Tu Di đánh trống là tướng địa thứ chín, trừ được ma nghiệp, siêng tu trí tuệ. Lại nữa này khiêm căn tội, nhưng mà thấy nhật thật nguyệt thật đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này trước kia huyện diệt thiện pháp, nhiều phiền não gây ác nghiệp, phải đem tất cả vật sở hữu bố thí, chẳng mong báo đền, thì sẽ được thanh tịnh. Chim bao thấy mặt trời, mặt trăng mới mọc, đó là thấy tướng địa thứ nhất và địa thứ hai. Thấy mây là tướng địa thứ ba. Thấy mây nhóm lại, đây là tướng địa thứ tư. Thấy mây tan là tướng địa thứ năm. Thấy không có bụi mù, đó là tướng địa thứ sáu. Thấy giờ mặt trời, mặt trăng đứng ngay giữa trời, thì trời được ma nghiệp, nghiệp chướng. Lại nữa này kim căn tồi, chim bao thấy lấy vật nhơ bẩn thoa trên mình, đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ ba. Bồ Tát này đời trước mắng nhiếc hiền thánh, tập hành ác. Bồ Tát này phải ở trong khoảng thời gian 3 năm
ngày đêm sáu thời siêng tu tập sám hối. Tự hậu chẳng có lòng khinh mạng người khác, phải tu tính giải thật nhiều, như vậy thì được thanh tịnh. Chiêm bao thấy lấy bùn xanh tự thoa vào thân, đó là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy thoa nửa thân mình là tướng địa thứ hai, thấy thoa khắp cả thân mình là tướng địa thứ ba, cho đến địa thứ sáu, phải xét biết ma nghiệp. Lại nữa này, kim cương tuổi, chiêm bao thấy mình làm vua, đó là tướng địa thứ nhất đến địa thứ mười. Bồ Tát này có căn có dày, mà cũng nhiều gian nan, chẳng nên trong người khác cúng dường, chẳng sinh lòng gian trá đối với người, tu tập hạnh chất trực bố thí. Mình có trì giới thì cùng người chung, chẳng tự khen, chẳng chê người, như vậy để hướng đến đạo Bồ Đề. Chiêm bao thấy mình làm vua, nếu thấy ở trong thôn xóm chỗ công bố là tướng địa thứ nhất, thấy ở trong tăng phòng là tướng địa thứ hai, thấy ở trong vườn nhà là tướng địa thứ ba, thấy ở trong miếu thờ trời là tướng địa thứ tư, thấy ở trong thành lớn là tướng địa thứ năm, thấy ở trong núi là tướng địa thứ sáu, thấy làm vua Diêm Phù Đề là tướng địa thứ bảy, thấy làm chuyển luân vương là tướng địa thứ tám, thấy ở trong biển là tướng địa thứ chín, thấy ở trong đỉnh núi Tu Di là tướng địa thứ mười. Trừ được ma nghiệp chẳng siêng tinh tấn, phải thường niệm Phật và Bồ Tát. Lại nữa này, kiêu căn tội chiêm bao thấy ở trước vua, hoặc ở trước quan phủ tướng, hoặc ở trong đại chúng, đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám, thấy những thứ phiền não. Bồ Tát này phải giáo hóa chúng sinh, phải làm việc cúng dường, siêng tu tập thì được thanh tịnh. Chiêm bao thấy ở trước vua, hoặc quan, hoặc ở giữa đại chúng bố thí là tướng địa thứ nhất, thấy trì giới là tướng địa thứ hai, thấy nghe pháp là tướng địa thứ ba, thấy thiền định là tướng địa thứ tư, thấy thọ trì là tướng địa thứ năm, thấy thần thông là tướng địa thứ sáu, thấy thuyết pháp là tướng địa thứ bảy, thấy quyến thuộc thành tựu là tướng địa thứ tám. Lại nữa này, kim cương tuổi chiêm bao thấy ngồi xe tại vườn tại rừng, đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ chín. Bồ Tát này chẳng biết là thế gian lợi dưỡng uống ăn, bị ma lôi, bị ma kéo trói, ít nghiệp chướng và cung cấp đồ cần dùng cho pháp sư và tu tập tịch mặc, như vậy mà hướng đến đạo Bồ Đề. Bồ Tát này thấy tướng địa thứ nhất thì không trí, thấy tướng địa thứ hai thì không tuệ, thấy tướng địa thứ ba thì không trí quyết định, thấy tướng địa thứ tư thì không trí thiền, thấy tướng địa thứ năm thì không trí vô ngại, thấy tướng địa thứ sáu thì không trí xuất sinh, thấy tướng địa thứ 8 thì không trí trang nghiêm, thấy tướng địa thứ 9 thì không nguyện trí. Lại nữa này, kim cương tuổi, chiêm bao thấy thôn xóm, tăng xá, phòng ốc, chưa từng thấy. Đây là thấy tướng địa thứ nhất. Đến địa thứ 6, Bồ Tát này nhiều gian nan, phải thường niệm Phật thì được thanh tịnh. Chiêm bao thấy thôn xóm, tăng xá, phòng ốc, thấy mình ở trong đó tu, tính tâm, bố thí, tu tất cả tính giải. Đó là thấy tướng địa thứ nhất. Thấy có việc làm là tướng địa thứ hai. Thấy trang nghiêm là tướng địa thứ ba. Thấy trang nghiêm xong là tướng địa thứ tư. Thấy bốn chúng tụ hội là tướng địa thứ năm. Thấy thiên chúng là tướng địa thứ sáu. Lại nữa này, kiên căn tồi. Chiêm bao thấy được lộng là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Được Phật hộ trì, Bồ Tát này nhiều gian nan, chẳng bị khuất phục, chẳng nên có ác ý với người thuyết pháp thì được thanh tịnh, thấy được lòng hoa đẹp là tướng địa thứ nhất. Thấy được lòng lưu ly là tướng địa thứ hai, thấy được lòng và được hoa là tướng địa thứ ba, thấy được lòng cứng chắc là tướng địa thứ tư, thấy được lòng cán có vẻ vời là tướng địa thứ năm, thấy được lòng có lưới linh là tướng địa thứ sáu, thấy được lòng có lưới báu trùm rũ là tướng địa thứ bảy. Trừ được ma nghiệp chẳng siêng tinh tấn. Lại nữa này, kim cương tuổi, chiêm bao thấy thuyết pháp cho nhiều người, đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ mười. Bồ Tát này phải biết ma nghiệp, nghiệp chướng, muốn được biện tài quyết định, phải đi ra tìm cầu với tất cả đồ vật, chẳng nên mến luyến. Với người cầu pháp thì xin lòng tin thanh tịnh, tu giới và sáu pháp hòa kính, như vậy thì được thanh tịnh. Chiêm bao thấy thuyết pháp về vấn đề thế nào? Tu hành bố thí, đây là thấy tướng địa thứ nhất. Thế nói về vấn đề thế nào là mười pháp lành, đây là thấy tướng địa thứ hai.
Thế nói về vấn đề thế nào là nghe học, đây là thấy tướng địa thứ ba. Thế nói về vấn đề thế nào là hạnh đầu đà, đây là thấy tướng địa thứ tư. Thế nói về vấn đề thế nào là nói về pháp không, đây là thấy tướng địa thứ năm. Thế nói về vấn đề thế nào nói về quả trách tập quán, đây là thấy tướng địa thứ sáu. Thế nói về vấn đề thế nào nói về không nhiễm trước, đây là thấy tướng địa thứ bảy. Thế nói về vấn đề thế nào nói về trang nghiêm định, đây là thấy tướng địa thứ tám. Thế nói về vấn đề thế nào nói về trang nghiêm Phật, đây là thấy tướng địa thứ chín. Thế nói về vấn đề thế nào nói về thời gian vi diệu, đây là thấy tướng địa thứ mười. Thấy tướng địa thứ nhất thì được thí tài, thấy tướng địa thứ hai thì được giới tài, thấy tướng địa thứ ba thì được phương tiện tài, thấy tướng địa thứ tư thì được đủ bảy thánh tài, thấy tướng địa thứ năm thì được phụng cấp tài, thấy tướng địa thứ sáu thì được quyết đoán tài, thấy tướng địa thứ bảy thì được quyết định tài, thấy tướng địa thứ tám thì được thông vô ngại tài, thấy tướng địa thứ chín thì được hành tài, thấy tướng địa thứ mười thì được đắc tài. Địa thứ nhất thì căn lành tăng thượng, địa thứ hai thì giới tăng thượng, địa thứ ba thì phương tiện tăng thượng, địa thứ tư thì chỗ tạo sở tác tăng thượng, địa thứ năm thì 12 nhân chuyên tăng thượng, địa thứ sáu thì nhẫn sâu xa tăng thượng, địa thứ bảy thì hoại trí tăng thượng, địa thứ tám thì hoại tướng giáo hóa chúng sinh tăng thượng, địa thứ chín thì địa phục tăng thượng, địa thứ mười thì hoại tướng tịnh Phật quốc độ tăng thượng. Lại nữa này, kim các tội, chim bao thấy thành quách mới lập, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Thọ ký không thoái chuyển, Bồ Tát này phải cần cụi cúng dường, người thậm thâm tính giải nhiều quyết định. Bồ Tát này nghi hối chướng pháp, phải cúng dường pháp sư, để trừ nghi hối thì được thanh tịnh. Trụ trong đó là tướng địa thứ nhất. Nghi đạo là được thành Phật hay chẳng được thành Phật là tướng địa thứ hai. Nghi trí giáo hóa chúng sinh là tướng địa thứ ba. Nghi xuất sinh định là tướng địa thứ tư. Nghi trí ưng tác là tướng địa thứ năm. Nghi đạo quả là tướng địa thứ sáu. Nghi xuất sinh là tướng địa thứ bảy. Nghi du hí là tướng địa thứ tám. Lại nữa này, kim căn tồi, chim bao thấy kết bè để qua dòng nước đục, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Bồ Tát này nghiệp chướng và mãn nghiệp tăng trưởng hưng thịnh, phải phát khởi tâm nguyện tăng thượng kiên cố, chẳng hư hoại, hòa hợp tương ưng, vô sinh, sáng sạch. Nếu trí phương tiện gian nan là tướng địa thứ nhất, nếu muốn tu chánh cần mà thân giải đãi là tướng địa thứ hai, nếu tâm chẳng phải thời là tướng địa thứ ba, hoặc trí phải thời là tướng địa thứ tư, hoặc ít vô ý là tướng địa thứ năm, nếu giáo hóa gian nan là tướng địa thứ sáu, nếu Phật Pháp gian nan là tướng địa thứ bảy. Lại nữa này, kim căn tồi, chim bao thấy lái thuyền, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ sáu. Bồ Tát này nếu bình đẳng hành sáu pháp Ba La Mật Đa có gian nan, thì nên hành sáu pháp Ba La Mật Đa không nương tựa thì được thanh tịnh. Chim bao thấy làm thuyền chưa xong là tướng địa thứ nhất, thấy làm thuyền xong là tướng địa thứ hai, thấy hai thuyền chung chỗ là tướng địa thứ ba, thấy cột hai thuyền lại là tướng địa thứ tư, thấy đại chúng ngồi thuyền là tướng địa thứ năm, thấy vào trong thuyền rồi đi là tướng địa thứ sáu. Lại nữa này, kim căn tồi, chim bao thấy mây sấm phóng chớp sáng, đây là tướng địa thứ nhất đến địa thứ năm. Bồ Tát này ít nghiệp chướng mà mang nghiệp tăng trưởng hưng thịnh, phải tu niệm lành, tu đà la ni, xả bỏ vật mình yêu thích thì được thanh tịnh. Chim bao thấy mây sấm chớp mà kinh sợ là tướng địa thứ nhất, nếu chẳng kinh sợ là tướng địa thứ hai, nếu ghi nhớ pháp là tướng địa thứ ba, nếu trụ đỉnh núi ghi nhớ là tướng địa thứ tư, nếu ở hư không ghi nhớ là tướng địa thứ năm, trừ được ma nghiệp. Nếu là các địa trên thì thấy rồng đến tụ hội, phụng sợ việc làm mà chẳng kinh sợ. Lại nữa này, kim căn tồi, chim bao thấy được trang nghiêm là đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ ba. Bồ Tát này nghiệp chướng và mãn nghiệp tăng trưởng hưng thịnh, phải gần gũi nhẫn Ba La Mật Đa, tinh tấn Ba La Mật Đa và bát nhã Ba La Mật Đa thì được thanh tịnh. Chim bao được giao nhơ bẩn là tướng địa thứ nhất,
Được giao không nhơ bẩn là tướng địa thứ hai, được giao bén là tướng địa thứ ba, lại nữa là kiến căn tồi. Diêm Bao thấy được khí vật là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Bồ Tát này chẳng nhất định có mang nghiệp chướng, phải xuyên thực hành bốn nhiếp pháp thì được thanh tịnh, phải trừ sự thoái thất của địa thứ sáu để được tăng lên địa thứ bảy. Lại nữa này kiếp căn tồi, Diêm Bao thấy chỉ đường xá cho chúng sinh, đây là tướng của mười địa. Tướng ấy hiện ra phải biết rõ nghiệp chướng và phiền não chướng, phải gần gũi cúng dường pháp sư, xả bỏ tất cả vật, siêng tu tinh tấn hướng về đạo vô thượng. Chim bao thấy ngồi xe chuyển động trên đường là tướng địa thứ nhất, chỉ cho chúng sinh con đường đến vườn nhà là tướng địa thứ hai, chỉ đường đến thành là tướng địa thứ ba, chỉ đường đến A La Nhã là tướng địa thứ tư, chỉ đường vào núi là tướng địa thứ năm, chỉ đường đến biển là tướng địa thứ sáu, chỉ đường lên trời là tướng địa thứ bảy, chỉ đường thanh văn là tướng địa thứ tám, chỉ đường Bồ Tát là tướng địa thứ chín, chỉ đường Phật là tướng địa thứ mười, rồi biết mang nghiệp, rồi biết phiền não nghiệp đây, thì sáu địa trước không có lỗi vậy. Lại nữa này kim căn tồi, Chim Bao thấy vào trong vườn, vào trong rừng, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám, Bồ Tát này trong Chim Bao, bị mang nghiệp, phiền não nghiệp, trong Chim Bao thì kinh sợ, tức dậy thì sầu khổ, phải tu pháp không, nghe pháp sâu xa, phải nín lặng, liền ngủ nghỉ, phải gần gũi người quyết định, nói đạo pháp thì được thanh tịnh. Chim Bao thấy mình thoái ngôi vua mà kinh sợ, đây là tướng địa thứ nhất. Thấy phá giới nên kinh sợ là tướng địa thứ hai. Thấy chánh pháp mất hết nên kinh sợ là tướng địa thứ ba. Thấy pháp sư chết nên kinh sợ là tướng địa thứ tư. Thấy bị lửa đốt cháy nên kinh sợ là tướng địa thứ năm. Thấy bị kinh sợ là tướng địa thứ sáu. Thấy té núi kinh sợ là tướng địa thứ bảy. Thấy Đức Phật nhập Niết Bàn nên kinh sợ là tướng địa thứ tám. Lại nữa này kim căn tồi, Chim Bao thấy đóng ngũ cốc, đây là thấy tướng địa thứ bảy trở lên. Bồ Tát này đời trước từng cúng dường cho Phật nhiều gian nan, chẳng theo tất cả thế gian, chẳng nhìn chẳng bỏ, chỉ nhìn ba nghiệp. Chim Bao thấy mình gom lúa là tướng địa thứ bảy, thấy mình gom lúa khắp đại thiên, đây là tướng địa thứ tám. Thấy đóng ngũ cốc chính là tướng địa thứ chín, thấy các lúa là tướng địa thứ mười. Lại nữa này kim căn tồi, Chim Bao thấy trị bệnh chúng sanh, đây là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám. Bồ Tát này ít nghiệp chướng, mang nghiệp tăng trưởng hưng thịnh, phải tu đại bi, siêng khuyến hóa, chẳng sinh nghi hối thì được tương ân. Chim Bao thấy trị bệnh trẻ con là tướng địa thứ nhất, thấy trị bệnh phụ nữ là tướng địa thứ hai, thấy trị bệnh người lớn là tướng địa thứ ba, thấy trị bệnh nóng nhiệt là tướng địa thứ tư, thấy trị bệnh bạch tại là tướng địa thứ năm, thấy trị bệnh tàn phế là tướng địa thứ sáu, thấy trị bệnh suy nhược khô gầy là tướng địa thứ bảy, thấy trị bệnh quỷ là tướng địa thứ tám. Rồi được mang nghiệp, phải tu tập hạnh nhẫn nhục thành tựu tâm đại bi của Bồ Tát. Lại nữa này kim căn tồi, Chim Bao nghe mình được thọ khí bồ đề, đây là tướng của mười địa, phải biết rõ mang nghiệp và nghiệp chướng. Chim Bao được thọ ký đạo là tướng địa thứ nhất, thọ ký bồ tát hạnh là tướng địa thứ hai, thọ ký nhẫn là tướng địa thứ ba, thọ ký nguyện là tướng địa thứ tư, thọ ký tam muội là tướng địa thứ năm, thọ ký tuệ là tướng địa thứ sáu, thọ ký phương tiện là tướng địa thứ bảy, thọ ký nhất thiết trí, vượt hơn bậc thanh văn, bậc bích chi phật là tướng địa thứ tám, thọ ký nhất sinh bộ xứ là tướng địa thứ chín. Chim Bao tự nghe được thọ ký phật quán đảnh là tướng địa thứ mười. Bồ Tát này phải tu đại bi, bát nhã ba la mật đa và thiện quyền phương tiện, như vậy mới hướng đến đạo. Lại nữa này kim căn tồi, nếu Chim Bao thấy giác ngộ đạo bồ đề, đó là thấy tướng địa thứ nhất đến địa thứ tám, Bồ Tát này phải cảnh giác đại bi, phải siêu tu tinh tấn, tính tâm, thiện tâm, hướng về sở biết rõ, như vậy là địa thứ tám. Thấy chấn động đại thiên thế giới là tướng địa thứ chín, thấy phóng quang, chư thiên lo to tiếng ca ngợi, vui cười, là tướng địa thứ mười. Tướng mang nghiệp chẳng siêng tu tinh tấn, từ địa thứ nhất đến địa thứ mười như vậy. Lại nữa này, kim căn tồi, nếu Chim Bao thấy được bình đầy, đó là thấy tướng tất cả mười địa, phải biết như thế này. Nếu thấy ở trong xó mà được, là tướng địa thứ nhất. Nếu thấy ở trong cửa mà được, là tướng địa thứ hai.
Nếu thấy ở giữa đường mà được là tướng địa thứ ba, nếu thấy ở dưới cây mà được là tướng địa thứ tư, nếu thấy đứng mà được là tướng địa thứ năm, nếu thấy ngồi mà được là tướng địa thứ sáu, nếu thấy ở tại đỉnh núi mà được là tướng địa thứ bảy, nếu thấy ở hư không mà được là tướng địa thứ tám, nếu thấy lúc ăn mà được là tướng địa thứ chín, nếu thấy trang nghiêm xe cộ hoặc trong vườn mà vườn nhà mà được là tướng địa thứ mười. Đây là tướng ma nghiệp, nghiệp chướng của các địa, phải cảnh giác biết rõ, như vậy thì thanh tịnh hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thấy được tướng như vậy, quyết định không có nghi. Đại sĩ phải như vậy, chớ thấy lỗi của người. Đức của người khó lường, biển lớn đốt cháy được, trong lửa sinh nước được, có được những tướng ấy nếu thoái thức Bồ Đề. Không hề có việc ấy, nó dùng cả hai vai gánh vác núi Tu Di, đi đến khắp mười phương hằng hà sa thế giới, những công việc như vậy còn có thể làm được. Tâm Bồ Đề như đây không bao giờ thoái chuyển, đại địa lập ấp được, không bao giờ có sự thoái chuyển tâm Bồ Đề, chút công đức trong ấy. Nếu người có tâm lành, hướng đến đạo vô thượng, có bốn pháp vô thượng, thế gian không biết được, hư không giới khó biết, chúng sinh giới cũng vậy. Phật biết tâm Bồ Đề, ai gặp phải nên biết. Việc làm của Bồ Tát chẳng nên khinh hủy bán. Lấy một cọng cỏ nhỏ, lường được nước biển lớn, việc làm của chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn được. Giả sử nước biển lớn nấu sôi như đồng sôi, vì thân mạng của mình còn có thể uống hết. Với công hạnh Bồ Tát, trọn chẳng nên khinh hủy. Sự khổ uống đồng sôi, khổ ấy chẳng tính được, hoặc có nghiệp chướng ngại, hoặc bị ma làm loạn, chỗ người ấy thọ sinh trọn không có ưu hối. Nếu người vì vui say nơi vật chất ngu si phá giới đáng chán ghét, chẳng đáng được cung kính. Với những kẻ như vậy chẳng nên khinh mạng họ, việc làm của chúng sinh rất khó biết rõ được. Như ông Xá Lợi Phất yên lặng nhập thiền định hay ở trong nhất tâm chỉ biết 50 tâm, cũng như các Thế Tôn, một niệm biết vô lượng, chẳng nên với chư Phật mà sinh lòng nghi ngờ. Cũng như A-la-hán, chẳng biết cảnh giới mình, huống là có thể biết cảnh giới của chúng sinh. Vì thế nên mọi người, chẳng nên nói như vậy, tôi có thể biết được tâm niệm của chúng sinh. Ta thấy người nhuộm áo, chốc lát, mặc áo trắng, khoảng niệm niệm cũng vậy, niệm niệm có đổi khác. Huống ai lại biết được. Kẻ chân thật ngu khổ như vua A-xà-thế giết hại cha ruột mình là đối với Như Lai, vua sinh lòng ác nghịch. Rồi vua trong một niệm rất ăn năn tội lỗi, liền trừ được tội báo, thoát khỏi khổ ác đạo. Huống là người sinh được tâm lành thanh tịnh tốt. Tâm ấy có lúc buộc, tâm ấy có lúc mở, thân này là vô ký, cũng không có sở tri. Làm sao khiến thân này mà có những lỗi ác? Thân này cũng chẳng nên gần gũi với thân sắc, và lại cũng chẳng nên giết hại thân người khác. Ví như khối vàng ròng rớt vào trong phân nhơ, chết chất vàng luôn sạch sẽ, phân nhơ chẳng nhiễm được. Người ấy dù tham vui, say mê pháp thế gian, công đức thực của họ, tâm lành không tổn giảm. Vương tử, trưởng giả tử cười đùa trong đại chúng, tất cả các đại phương nhìn thấy đều vui mừng. Trong hàng chúng sinh đây, hoặc trong người trên trời, hoặc ăn độc chẳng biết, hoặc vào lửa chẳng cháy. Huống là bậc trí giác mà có sự tổn giảm, người ngu si thế gian cùng cúng duyên giác thanh văn, chẳng bằng cúng Bồ Tát phước điền tâm thanh tịnh, bình đẳng dường như Phật, Bồ Tát đồng như Phật, thấy tâm lành rất sâu, chẳng thể suy lường được. Như bố thí bảy báu đầy hằng xa thế giới để biên chép kinh này, cùng công đức thọ trì, đem sánh phước bố thí, có sánh hơn gấp bội. Khéo được lợi ích lớn, tâm Bồ Đề chẳng mất. Nếu người vì của cải mà vào trong biển lớn, tất sẽ được châu báu, của cải giàu có lớn. Nếu vì tất cả kinh có thể dạy nhiều người mà chẳng nghe kinh này, chẳng biết hạnh chúng sinh, do nhân duyên như vậy.
Phải biết chân như thắng, chẳng tự khen đức mình, chẳng hủy báng người khác. Tâm lành hành tịnh hạnh, tinh tấn chẳng thoái chuyển. Nếu muốn mau giác ngộ, đạo Bồ Đề đệ nhất, thích ở A Lan Nhã, luôn gìn giữ sáu căn, xa liệt các xóm làng, tu đức từ đệ nhất. Như vậy sẽ mau chóng chứng được đạo Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn nói kinh này, sáu vạn trời người được không thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. 18 na do tha trời người khác, những trời người chưa phát tâm, nay phát tâm Bồ Đề, vì được nghe kinh này nên được trừ diệt tội sinh tử trong 80 kiếp. Đức Phật dạy tiếp, vì những sự lợi ích lớn như vậy, nếu ai muốn chẳng mất Bồ Đề, phải thọ trì đọc tụng thông thuộc, khéo nhớ suy nghĩ, khéo nhớ suy kinh điển này, siêng tu phương tiện, nhẫn thọ hoan hỷ phụng hành. Lúc ấy trong chúng có 10.000 Bồ Tát sinh lòng nghi hối, muốn thoái thất tâm Bồ Đề, muốn trở về nhà, chẳng biết lỗi nghiệp chướng và ma nghiệp. Nay nhờ nghe kinh này, tội lỗi tiêu trừ, ở trước Đức Thế Tôn xin chút lòng tin, trừ sạch 20 kiếp ma nghiệp, chẳng rời khỏi chỗ ngồi, được đến bậc nhất sinh bổ xứ, sẽ sinh về thế giới phương khác. Lúc Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở thế giới này, 10.000 Bồ Tát ấy sẽ thành Phật đồng thời với Bồ Tát Di Lặc. Vì các Bồ Tát ấy nhờ nghe kinh này mà trừ sạch được ma nghiệp và phiền não trong 20 kiếp. Đức Phật dạy tiếp, Bồ Tát chỉ nghe kinh này còn được nhiều lợi ích, huống là thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh này. Đức Phật nói kinh này rồi, chúng trời người Atula cùng toàn thể chúng hội hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kinh Đại Bảo Tích. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.